mọi người nha. Bây giờ mình chuẩn bị pha thuốc, mình phun đám cà phê mình trên này nha. Chứ là trên này nha, cho mình dưới kia mình mới lên đây. Nãy mình lên không kịp quay video cho mọi người xem video có xấu mà mọi người. Bây giờ mình pha thuốc mobile này. Đang phê rồi. Tầm 3-4 thùng gì đấy. Lắp như mọi người, mấy người khác thì thôi, lo hết chui. Bây giờ mình đưa cái bột vào, cho nó đều nha mọi người. Bây giờ nó mới chết bột. Làm được rồi, mình cho hết vào. Lắp cho nó kỹ càng vào. Thùng kiểu này là mới chất đấy mọi người. Thùng kiểu này mọi người nhớ mua thùng mà có nắp trên, nắp lớn à, nắp chín mà mình nấu nước mà có ni lông thế này, đi ni lông thế này. Thùng mới chất, phải chất, nó chắc chắn lắm, hàng Nhật mọi người. Kiểu này thì làm sao mà nước nó ra bao chất nha. Nha mọi người, mình bao chất luôn, bao xịt luôn, bao xịt, bao dí nước luôn. Đấy mọi người, giờ hiện tại mình đang phun nha. Cái này đám ở đây thì rất là ít, không phải nhiều đâu mọi người. Nội mình cho mình nữa, cho mình đám cái này chắc còn 500-600 gì đấy chắc là. Bao nhiêu thì cho bao nhiêu thì mình nhận thôi, nó làm gì đấy, đúng không mọi người? Thà hơn mình còn hơn là mình không có gì nữa. Tức là tí nữa mọi người, tí nữa mình quay cho mọi người cận cảnh luôn, nói thật luôn, quay cận cảnh luôn. Mình sẽ quay cho các bạn xem, ghép nhạc luôn. Đấy, mọi người nhớ chú ý camera men nha. Mình đang phun, giờ tiếp theo mình đang phun. Mặc dù mình đang phun, không phải nó vương vắc với điện thoại với mình nó quay đâu. Mình vừa tâm sự với mọi người, mình cũng thấy mừng rồi. Lâu rồi mình không tâm sự với anh em, mọi người. Bây giờ có thể mình đi thăm lại vườn, bữa mình có quay cho mọi người xem rồi. Bây giờ mình lên quay tiếp. Đấy, không phải mình khoe đâu nha mọi người nha. Mình chia sẻ cho mọi người xem thôi. Dạng như là có đất bên bạn như thế nào, là bên mình như thế nào, bên mình còn có video mình cùng xem alpha bên này đất ở đây đẹp hoặc đất đây xấu, sao chẳng hạn, giống như vậy mà để cho mình tham khảo đất của mình bên mình hơn. Như vậy bên bạn thì không biết bên mình như thế nào, thì mình quay cho mọi người xem để mọi người biết. Xem thì mọi người sẽ biết đất bên Tây Nguyên đẹp hả? Dạng như đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, đất Tây Nguyên trai lại chịu khó và sinh năng giống như anh Alpha này. Đấy, chắc chưa mọi người, trẻ thơ của bạn gì đó nói hay lắm. Đây mình phun lần đầu tiên, quên mất lần tiên. Đầu năm mình phun lần đầu đã rồi. Bây giờ mình làm một tay hết, cắt máy rồi, dùng máy móc hết.
mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Khi nữa mình quay cho mình xem tập luôn.